niên nào không biết cô gái này chứng tỏ còn non và xanh lắm. Chúng tôi chỉ nhớ mỗi ô cụ này. Chị này hiếu thảo lắm, hay chăm sóc bố chồng lúc đau ốm. Wow. Có phải con bé diễn viên đóng trong phim có tựa đề là Thợ sửa ống nước và cô chủ nhà may mắn không vậy? Ai đây, nhìn mũi mặt không quen, để ảnh đến chân đi xem nào. Idol này nhà hay bị hỏng ống nước lắm. Hiểu kiểu gì? Chịu, không biết em Yua Mikami này là ai luôn. Chiku, nếu tôi lấy chồng sinh con vài năm trước, không ra nhạc, đóng phim thì khán giả sẽ buồn lắm. Giọng hát của Chiku như báu vật vậy, mà báu vật thì nên chôn chặt dưới đất. Đúng là buồn, mà là buồn cười, vì không còn sản phẩm âm nhạc nào chui vào lòng đất nữa, trời ơi! Có chị nghĩ vậy chứ nào có ai nghĩ vậy đâu, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và đặt lỗ tai mình vào lỗ tai của người ta đi chị, em xin chị. Quá đúng ạ, các bạn nên ghi nhận những công sức thầm lặng của Chi, bạn ấy âm thầm đóng góp cho xã hội rất nhiều, mình lái xe mà buồn ngủ toàn mở nhạc ra nghe cho tỉnh. Hả? Mình cũng lấy nhạc cô ấy làm chuông báo thức, con mình tỉnh nhanh hơn. Không có clip hài giải trí xem chả buồn, còn về góc độ nghệ thuật thì công nhận cũng thấy buồn thật nhưng mà là buồn ẻ. Em Pu tuổi dậu chứ có phải tuổi sửu đâu mà lì dữ vậy em, khán giả có ai buồn đâu, toàn chê không mà em. Vĩnh Long nhắn tin, gửi lời kết bạn nhiều lần mà toàn bị từ chối, nam thanh niên xông vào WC rồi làm chuyện ấy với nữ đồng nghiệp. Ngàn hoa cho nàng từ chối, bắn pháo hoa một tối thời sự lại đưa tin. Chót yêu người ôm nỗi tương tư, cớ sao em cứ mãi chối từ, vào nhà vệ sinh đánh liều thử, để bây giờ lại phải nói giá như. Mức sức quá rồi, phải dạy đánh bần thôi. Trời ghê chưa? Từ từ để chấp nhận kết bạn Facebook đã. Lời mời kết bạn 997. Lấy chồng rồi mới nhận ra, con gái khôn đừng có lấy chồng xa, chồng có tốt đến mấy cũng không bằng gần cha mẹ. Chắc éo gì đã có ai lấy mà xa với chẳng gần. À đâu. Con ơi đừng lấy chồng xa, lấy chồng Mỹ Canada thì gần. Nani? Nhưng mà mẹ bảo là, con ơi chớ lấy chồng gần, con qua xúc gạo nhiều lần má hao. Em ơi đừng lấy chồng xa, lấy anh hàng xóm đám ma cho gần. What? Nể nhất mấy chị em giao diện lẫn cấu hình cùng kém chất lượng, nhưng cứ hễ nói đến tình yêu là, úi sời, chả thèm yêu ai cho con trai nó thèm, gớm, có mà có chó yêu thì có ý ạ. Chồng xa hay gần không quan trọng, miễn giàu là được. À thế à? Có con đừng gả chồng gần, có cái gì cần nó cũng đem đi, lần nào tao về mẹ tao cũng hỏi, mày đi siêu thị à? Cô ấy chia tay tao vì đéo muốn yêu xa, nhà tao ở Sài Gòn còn nhà cô ấy ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên tôi mới ra nông nỗi này. Mẹ bảo cứ là đàn ông là được, không quan trọng gần xa nữa. Oh my god. Thôi thì không lấy chồng xa thì chúng tôi đi ở rể cũng được, có gì khó, phận làm con trai 12 bến nước chẳng biết bến nào đụng bến nào trong. Ơ,
nhưng tôi cũng thích lấy vợ gần gần nhà, có gì vợ đấm thì còn chạy sang mách bố mẹ vợ được. Ở một diễn biến khác, giờ ý phải làm sao cho giàu, xong xây biệt phủ, thả chai mét 8, 6 múi và đấy, cho nó chạy quanh nhà, nhìn vui mắt. Em nên sửa lại tiêu chí thả chai đi nhé, 18cm, 60 phút, 1m8, 6 múi thì ok. Bão sẽ qua thôi anh em miền Trung ơi. Xin lỗi chứ miền Trung nhé, nếu đúng chính tả thì sẽ ý nghĩa hơn, miền Trung cố lên ạ. Người ta có ý vậy là tốt rồi ông, chứ hai miền Nam Bắc cũng rất đang quan tâm bão. What the hell? Thằng Lào nói chuyện hay biết, sai, chính tả tao không bao giờ nói chuyện. Lịch sự đi, lịch sự. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Đừng chửi bậy, ặc. Sóc Trăng đình chỉ công tác 4 cán bộ cảnh sát đã tẩm khuất cho 2 học sinh, đồng thời báo cáo lên Bộ Công an. Thấy hai cháu mũ bảo hiểm đầy đủ, bị đánh cũng không bật lại, vẫn cúi đầu xin các kiểu, khả năng cũng chỉ là sợ bị bắt nên bỏ chạy thôi. Còn cái yếu tố lạng lách, đánh võng thì khả năng là các anh công an kể cho thêm phần gay cấn. Nóng, vụ công an tác dùng mũ bảo hiểm động vật lý vào hai thanh niên, gia đình một em đã gửi đơn tố cáo. Hình ảnh công an giang tay ôm vào lòng. Kiểu gì? Công an danh gian. Cảm động, hình ảnh chiến sĩ công an giang rộng vòng tay ôm cậu bé không đội mũ bảo hiểm, nên anh quyết định lấy mũ của mình đang đôi tặng cho cháu một cái mũ bảo hiểm miễn phí. Hành động thật là phi thường của anh. MC Quỳnh Hoa VTV xin lỗi người dân miền Trung vì status lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn. Ai cũng có những sai lầm, biết sai biết sửa là được, lần sau giúp Kim Nguyệt nhé em. Lâu lắm rồi mới thấy một câu xin lỗi cho ra hồn, xin lỗi. Ví dụ như chị xin lỗi bằng cách tự nghỉ luôn được không? Chứ biên tập viên đài quốc gia mà bình luận cợt nhả, vô cảm lên sóng thì văn vở. Diễn như diễn viên thế này em lo cho nền thông tin Việt Nam lắm. Lên sóng dẫn thì nhìn mặt căng thẳng, lo lắng về thời tiết lắm, không ngờ chơi vố đi vào lòng đất luôn. Ai chả biết nghề phóng viên, biên tập viên vất vả, tự nhiên tại chị mà kha khá biên tập viên bị chửi lây, đi quả kép như kiểu nhà đài ăn mừng vì cơn bão vậy. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.